mắt xinh đẹp, em đang thuộc về ai? Sao em cứ mãi để ánh mắt đó u buồn? Hay em đang khổ đau trong tình yêu? Bích nụ xinh đẹp, một bông hồng long lanh, anh rất muốn đến chăm sóc cho em thật nhiều, không để em mãi chìm trong những thương đau. Anh biết phải làm sao vì em đã có người yêu rồi, thôi thì mong sao người bên em sẽ như em ước mơ. Điều hạnh phúc sẽ đến bên em người ơi, để bông hồng kia mai đẹp theo năm tháng. Anh không thể đến mang thêm cho em nhiều trái ngang, vì em chỉ có thể yêu một người mà là ta gặp nhau chỉ để làm bạn. Nhưng trong trái tim anh vẫn có một chút tình cảm, một chút thôi dành cho em. Bích nụ xinh đẹp, một bông hồng long lanh, anh rất muốn đến chăm sóc cho em thật nhiều, không để em mãi chìm trong những thương đau. Anh biết phải làm sao thì mong sao người bên em sẽ như em ước mơ. Mọi điều hạnh phúc sẽ đến bên em người ơi, để bông hồng kia mai đẹp theo năm tháng. Anh không thể đến mang thêm cho em nhiều trái, chỉ có thể yêu một người mà thôi. Hãy cứ xem là ta gặp nhau chỉ để làm bạn. Nhưng trong trái tim anh vẫn có một chút tình cảm, một chút thôi dành cho em. Gặp nhau chỉ để làm bạn, nhưng trong trái tim anh vẫn có một chút tình cảm, một chút thôi.